Nè, anh là ai? Tại sao lại hẹn tôi ra đây? Rồi anh nói cái gì mà tùng tùng hà hà gì vậy? Không hiểu thì ra đây làm cái gì. Tôi muốn trao đổi thông tin với cô về cái vụ gài bẫy nước sâm có thuốc mê trong bệnh viện. Anh nói cái gì vậy? Nước sâm gì? Tôi không hiểu. Cô sai người bỏ thuốc mê vào trong nước sâm cho anh Tùng với chị Hà uống, bắt họ ôm nhau rồi chụp hình họ lại. Bộ cô quên dễ vậy hả? Anh đang nói ai vậy? Nhầm người rồi, không phải là tôi. Được, tôi sẽ vạch trần vụ này và nói cho giám đốc của công ty Minh Quang biết. À, nè, anh muốn gì? Có gì đâu, cái tiền hôm bữa cô gửi tôi á nó hơi ít, cho nên bây giờ tôi cần thêm chút xíu nữa. Tôi hứa với cô, đây là lần cuối, không có thêm lần nào nữa. Nè, đừng có thừa nước đục thả câu nha. Tôi đâu có sai khiến anh đâu. Anh đâu phải là người làm cho tôi. Tôi không có làm, nhưng tụi lính tôi nó làm. Bây giờ tùy cô đó. Một, rồi cô đưa tiền. Hai, là tôi công khai mọi chuyện. Nè, cầm đi. Bao nhiêu đó được chưa? Được rồi thì biến đi, đừng có làm phiền tôi nữa đó. Làm tốt lắm. Đây là phần của cậu. Cảm ơn anh. Tới rồi hả con? Dạ. Dạ thưa chú. Dạ thưa chú. Ngồi đi. Dạ. Ủa? Bữa nay nhà mình có gì mà cô mời con qua đây ăn cơm vậy cô? Chính anh nên nhờ mẹ anh mời em qua đây đó. Vậy nhà mình nấu gì chưa? Có cần công phụ một tay không? Không cần đâu, em cứ ngồi đó đi. Anh có cái clip này cho em coi, thú vị lắm. Và con cũng mời ba và mẹ xem chung cho vui. Cô cho người bỏ thuốc mê vào trong nước sâm, cho hai người đó uống, bắt họ ôm nhau, chụp hình họ lại. Cô quên dễ vậy hả? Được thôi, vậy tôi sẽ vạch trần cái vụ này và nói cho giám đốc của công ty Minh Quang biết. Anh muốn gì? Có gì đâu, cái số tiền hôm bữa cô đưa tôi á nó hơi ít, cho nên tôi cũng có thêm chút nữa. Tôi hứa với cô, đây là lần cuối, không có thêm lần nào nữa. Bây giờ tùy cô đó. Một là trả tiền cho tôi. Hai, công khai mọi chuyện. Em còn gì để giải thích hay không? Em con. Vậy là vụ Hà ngại tình hình bệnh viện do một tay em dàn dựng vu oan cho người ta, có đúng không? Em chưa hết. Chính em là người chuyển một số tiền lớn vào tài khoản của Hà để mà vu oan cho cổ. Chính là người bán thông tin của công ty ra ngoài. Em không có làm. Dạ em. Em cũng là người hãm hại Nga, ép buộc Nga phải làm bao nhiêu chuyện để mà gài lỗi lầm qua cho Hà. Mọi chuyện rõ ràng như vậy, em còn gì giải thích hay không? Em Ngọc à, tại sao con lại hành động như vậy chứ? Con với Hà có xích mích gì mà tại sao con lại nhẫn tâm dồn người ta vô bước đường cùng như vậy? Bây giờ con Hà nó mất hết sự nghiệp, gia đình, con cái luôn rồi kìa. Cô không ngờ con lại xấu xa như vậy đó. Con xin lỗi. Con xin lỗi cô chú. Em xin lỗi anh. Con làm tất cả mọi chuyện chỉ vì con muốn được làm con dâu của cô chú, muốn được làm vợ của anh. Em làm tất cả mọi chuyện chỉ vì em yêu anh thôi. Anh Quang, con nghĩ thử coi, có bậc làm cha làm mẹ nào
dám nhận một người con gái độc ác xấu xa như con vô làm dâu trong nhà không hả? Dạ em, đừng bao giờ dùng tình cảm để bao biện việc làm xấu xa của mình. Chính sự ích kỷ hẹp hòi của em đã cướp đi hạnh phúc của đời anh, để làm tan nát gia đình nhỏ của anh và cướp đi người con gái mà anh hằng yêu quý nhất. Chỉ có một mình anh mất mát rồi sao? Vậy còn em, thanh xuân của em, tuổi trẻ của em, anh có trả cho em không? Em làm tất cả mọi thứ vì anh, để bây giờ em được cái gì? Anh trả lời đi. Từ trước tới giờ chuyện tình cảm của anh rất rạch ròi. Anh đã nói với em rồi mà, rất rõ ràng. Chúng ta là bạn, mãi mãi là bạn, sau này cũng là bạn. Mọi chuyện do em suy nghĩ và tự hiện hành bản thân mình thôi. Nếu tình cảm bao lâu nay của chúng ta, anh sẽ không đưa ra chuyện ra tòa. Nhưng anh bảo cho em biết, từ đây đi sau anh không muốn em xuất hiện trước mặt gia đình anh nữa. Và đặc biệt, đừng bao giờ làm chuyện gì tổn thương tới Hà. Nếu không, anh sẽ không cách sao với em đâu. Anh vì người khác mà đe dọa em, rồi anh sẽ phải hối hận như ngày hôm nay. Đó, bà nhìn đi, bà nhìn cho kỹ đi. Cái người mà bà ao ước á, rước về để làm con dâu hiếu thảo của bà đó. Đúng là lòng người khó đoán, đâu ai biết trước được chuyện gì. Vậy sao hồi trước bà một mực đuổi con bé Hà ra khỏi nhà? Bà suy nghĩ lại coi, vì cái tính bảo thủ của bà mà con bé sống biết bao nhiêu là tủi nhục, mất hết tất cả. Hà ơi, hai Hà. Dạ. Em. Dạ. Con chào ba. Con chào bác. Ngồi đi con. Con đừng có gọi mẹ con vậy nữa. Ba biết từ lâu nay có những chuyện mẹ con xử ép con, cái đó là do con Ngọc nó gây ra. Mong con bỏ qua hết mọi chuyện để sớm trở lại với gia đình, để cho thằng Ken nó có một gia đình hạnh phúc. Hôm nay anh với ba mẹ qua đây là để chính thức xin lỗi em, vì thời gian qua gia đình anh hiểu lầm và nghĩ sai cho em. Sao bà ngồi êm re vậy? Nói diện câu đi chứ. Tính tịnh khẩu luôn hay gì? Tới đi rồi thì nói đi. Cái ông này, tôi đã đích thân tới đây rồi, ông còn muốn gì nữa? Thì tới đây bà cũng phải nói câu chứ. Không lẽ tới ngồi làm thinh? Vậy tới làm chi? Tôi xin lỗi. Tôi về được chưa? Thiệt tình, tánh nào tật nấy. Mẹ con á, bà còn cố chấp dữ lắm. Bà bên con Ngọc. Thôi để ba về ba nói chuyện với ba sau. Thôi ba đi về. Con ở lại xin lỗi Hà nghe. Cố gắng thuyết phục nó. Dạ. Dạ, ba về cẩn thận. Ừ. Mọi chuyện này sáng tỏ và cũng qua rồi. Em cho anh và gia đình anh một cơ hội để sửa chữa sai lầm có được không? Anh có nghe câu
người ta có thể tin nhau mà không yêu nhau, nhưng không thể nào yêu nhau mà không tin tưởng nhau bao giờ chứ. Hiện tại em và anh đang như vậy đó. Anh nghĩ lại đi, thời gian vừa qua em đã cố gắng giải thích với anh như thế nào, em cũng đã cố gắng níu kéo mối quan hệ này như thế nào, nhưng mà có bao giờ anh tin em chưa? Anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của anh thôi. Còn em như thế nào, mọi người nghĩ em ra sao, anh mặc kệ, anh chưa bao giờ binh vực em dù chỉ là một lần nữa. Xin lỗi, anh sai rồi. Anh biết là có lỗi với em nhiều lắm, nhưng anh xin em hãy cho anh một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình, một cơ hội cuối cùng thôi. Hãy quay về với anh và con đi. Anh xin em đó hả? Nếu như sau này anh có tái phạm, em muốn sao cũng được, quay về với con với anh đi. Anh về đi. Lắng dài chính là ngày mà anh phải buồn cay.